tổng hợp những tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống. Đố bạn nhịn cười. Mở màn, chú rể và phụ rể suýt thì lên tới bờ. Anh Thiên đầy ải nhân gian, ai chưa qua ba người đàn ông cao to lực lớn rớt xuống nước tiếp tục luôn. Dạng ướt như chuột lột vậy rồi thì vô nhà của dâu cưới xin sao nữa giờ ta. Quê bác. Quê. Kỷ niệm cho sự ngựa ngựa của các phò mã nha. Ôi bạn ơi. Còn cái niệm. Tiếp theo, khi bạn đã dở hơi rồi nhưng con bạn thân còn dở hơi hơn. Trời mất dạy. Chị gái áo vàng hất cái chân lên tung tăng làm chị áo đen rượt chân cả, rồi kéo luôn cái áo vàng té theo luôn. Quả là tri kỷ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ôi trời ơi, cười gì nữa hai lát, coi nhất cái mông dậy nhanh cho người ta cười kìa. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào như thế này. Và đây, con mũi nó bâu nên đuổi chân xíu nè. Và cái cớp. Trời ơi, đúng là bão táp mưa sa hột na hột lựu thiệt ha. Thôi thì thấy cái vàng này nó thấp nên là mình ngã xíu, rồi mình đứng dậy rút kinh nghiệm nha chú Tư. Chờ cái vàng giáo trên cao thì chú chỉ có nước đằng xúc khỏi trái đất rồi đó. Điện xui rủi chắc tôi muốn bà ơi. Cuối cùng, chó đen nó quặn được cục bông, thích quá. Lắc cái tỏ rõ niềm vui nha. Anh thì... Mày bị điên à? Không bé ơi. U là trời, quất sương sương mà con nhỏ muốn sang chứng tâm lý luôn đất trời. Ủa, mắc cái mớ gì mà anh đập em? Ủa, gì vậy? Ủa gì vậy? Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Làng Hài trong suốt khoảng thời gian qua. Hãy bình luận cho mình những tình huống mà bạn cảm thấy thương gặp trong cuộc sống nhất để cho chúng mình cùng biết với nha. Và cũng đừng quên dành tặng cho chúng mình một like cho chiếc video này nữa nè. Xin chào và hẹn gặp lại.